Cô gái từng làm việc ở phố Huôn chia sẻ cách tiết kiệm, lạ thường, hẹn hò 6 lần tuần, 2 năm không cần trả tiền mua hàng tạp hóa. Điều gây bất ngờ là thu nhập của cô gái này không hề thấp, lên tới hơn 2 tỷ đồng năm. Cách tiết kiệm không giống ai. Cô gái 29 tuổi Vivi Ưn Tu được biết đến trên TikTok với tên do dịch BFF từng trở nên nổi tiếng sau video chia sẻ cô hẹn hò 6 lần tuần để tránh phải trả tiền mua đồ ở cửa hàng tạp hóa. Video được đăng tải với dòng chú thích từ năm 2016 đến 2018. Tôi không mua hàng tạp hóa lần nào. Nhờ vậy tôi có thể tiết kiệm được khoảng 150 USD mỗi tuần, kha ảng 3,5 triệu đồng. Theo bài viết về sự thật đằng sau video này được đăng trên Elite Daily, TikToker sở hữu 2,3 triệu người theo dõi này đã đã thừa nhận rằng cô chỉ đang đùa khi quay video gây tranh cãi kể trên và không bắt đầu hẹn hò ai đó chỉ vì đồ ăn. Tuy vậy, cô gái này vẫn cho biết bản thân thoải mái hơn về mặt tài chính khi tìm kiếm tình yêu. Vivi ẩn tu chia sẻ thêm về việc mình sử dụng các ứng hẹn hò để tìm kiếm các mối quan hệ khi mới chuyển đến New York, Mỹ nhưng sau đó cô nhận ra theo tôi, cố tình hẹn hò để được ăn miễn phí không phải là một ý kiến hay. Tôi tin rằng bạn nên hẹn hò vì tình yêu. Bất ngờ nhất là mức thu nhập của cô gái này không hề thấp khi Vivi ẩn tu kiếm được 95.000 USD mỗi năm, 2,2 tỷ đồng với công việc giao dịch chứng khoán. Nữ TikToker giải thích rằng chi phí sinh hoạt của cô rất cao. Sống tại Hell's Jay Kitchen ở Manhattan với tiền thuê nhà đắt đỏ, không dễ dàng gì để tìm được những cửa hàng tạp hóa có giá cả phải chăng gần căn hộ của Vivi Ưn Tu. Khu chợ gần nơi tôi sống vô cùng đắt đỏ nên tôi chẳng thể thoải mái mua sắm ở đó. Vậy nên tôi phải lê mông trên chuyến tàu điện ngầm đi qua 15 dãy nhà đến Trader Dâu Dây và lấy tất cả những gì tôi có thể mang đi. Tu nói, tôi phải thực sự suy nghĩ một cách kỹ lưỡng về những gì mình sẽ mua, thường là xúc xích hoặc pizza đông lạnh, dùng tiền tiết kiệm nhờ hẹn hò để đầu tư mua sắm. Khi hẹn hò, Vivi ứng Tu nhận ra số tiền chi cho đồ ăn giảm xuống, cô có thể tiết kiệm 50 đến 100 USD mỗi tuần. Theo thời gian, số tiền này lên tới hàng nghìn USD, đủ để chi tiêu cho những thứ như tài khoản tiết kiệm, đầu tư, một chiếc túi pizza đa màu đen thay thế chiếc túi lông Campbell đã rách của tôi. Những buổi hẹn hò này không phải lúc nào cũng như mơ với Vivi Eun Tu. Tôi đã từng đi ăn với người 90 phút không hỏi tôi câu nào về bản thân tôi. Thay vào đó, anh ấy lại khoe khoang về việc kiếm được bao nhiêu tiền rồi cuối buổi để tôi chia hóa đơn, tu chia sẻ. Cách làm của Vivi Eun Tu gây nhiều tranh cãi trên TikTok, có người ủng hộ nhưng cũng có những người cho rằng nếu cô gái này giỏi kiếm tiền thực sự, cô sẽ không cần đến những buổi hẹn hò đó tôi đang bận đầu tư tiền của mình vì tôi đã không tiêu nó cho đồ ăn vì vi ẩn tu đáp trả bình luận tiêu cực nữ tích tâu cơ cho biết hiện mình đã có chiến lược tiết kiệm tiền tốt hơn nhưng cô vẫn không hối hận vì những cuộc hẹn hò của mình dù có được yêu cầu chia hóa đơn ngay cả khi bạn phải đặt thẻ của mình xuống thì đó vẫn là một chiến thắng bạn có thể nói rằng mình đã đến một nơi mới ăn những món ăn tuyệt vời và tạo ra một mối quan hệ mới hoặc ít nhất là có thể tâm sự một chút tu chia sẻ với kinh nghiệm của mình Nữ tích tâu cơ khuyên mọi người nên xây dựng ngân sách, đánh giá lại vài tháng một lần. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, chỉ cần sử dụng phương pháp 50 trên 30 trên 20. 50% thu nhập cho nhu cầu cơ bản, 30% cho những gì bạn mong muốn, còn 20% là để tiết kiệm và đầu tư. Vivi Ưn Tu là cựu giao dịch viên tại JP Morgan, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại phố Wall trước khi chuyển sang hoạt động truyền thông. Cô xây dựng kênh TikTok về kiến thức tài chính, nổi tiếng với sự hài hước và tính chân thật. Vivi Ẩn tu cho biết mình muốn nói chuyện với những người đang tìm kiếm lời khuyên tài chính như hai người bạn thân. Cô gái này được xếp hạng 50 trong danh sách những người sáng tạo hàng đầu của Forbes vào năm 2022.